Thưa quý vị, cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam hôm 14 tháng 6 ra quyết định tạm đình chỉ điều tra ông Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí PVTex, hiện đang bỏ trốn chờ đến khi bắt được. Ông Vũ Đình Duy trước đó bị khởi tố về hai tội danh cố ý làm trái và nhận hối lộ. Hôm 31 tháng 5, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã với ông Vũ Đình Duy. Sau khi bị khởi tố vào tháng 10 năm ngoái, ông Vũ Đình Duy đã bỏ trốn đến ngày 7 tháng 5 vừa qua, ông Vũ Đình Duy lại có mặt tại tòa thượng thẩm tại Đức, làm nhân chứng trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức dầu khí. Một số nguồn tin từ phiên tòa sửa ông Thanh bên Đức cho biết, ông Vũ Đình Duy khai rằng ông có tiếp xúc với tòa đại sứ Việt Nam tại châu Âu nhưng không nói rõ nước nào. Ngoài ra, ông Duy còn nói vẫn đi lại thoải mái với những người bên Ba Lan, bên Praha, Séc. Ngoài ông Duy, trong vụ án này còn bốn nhân vật khác bị khởi tố, bao gồm ông Trần Trung Chí Hiếu, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị BVTES, Vũ Phương Nam, kế toán trưởng BVTES, Đào Ngọ Hoàng, nguyên trưởng phòng thương mại BVTES và Đỗ Văn Hồng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và xe đắp dầu khí Kinh Bắc. Cũng liên quan cán bộ sai phạm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 6 đã quyết định kỷ luật nhiều cán bộ liên quan tới dự án khu dân cư Phước Kiển huyện Nhà Bè. Những người bị kỷ luật khiển trách gồm có ông Trần Tấn Hải, Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Xuân Tùng, trưởng phòng kinh tế tổng hợp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, kế toán trưởng công ty Tân Thuận. Một người bị kỷ luật cảnh cáo là ông Nguyễn Hoàng Việt, kiểm soát viên công ty Tân Thuận. Trước đó, liên quan vụ án, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thành ủy đã bị đề xuất kỷ luật vì những sai phạm trong dự án này, còn ông Trần Công Thiện, tổng giám đốc công ty Tân Thuận bị cắt hết các chức vụ trong đảng. Vào ngày 5 tháng 6 năm ngoái, ông Cang cho phép công ty Tân Thuận chuyển nhượng hơn 320.000 m2 đất tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Đây là khu đất được nói có vị trí đẹp nhưng giá bán lại rẻ, chỉ có 1 triệu 29 đồng một mét vuông nhưng chỉ thu về 419 tỷ đồng cho ngân sách. Trong khi đó, khu đất này được ước tính có giá khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Sau đó thì Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá lại khu đất và cho biết giá trị là hơn 574 tỷ đồng, tức công ty Tân Thuận đã gây thất thoát 150 tỷ đồng. Sân bay quốc tế Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh phía Bắc Việt Nam dự kiến sẽ tiếp nhận các chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm nay. Tập đoàn Sun Group, chủ đầu tư sân bay quốc tế Vân Đồn cho biết thông tin vừa nêu hôm thứ Năm ngày 14 tháng 6 năm 2018, theo Tân Hoa Xã, sân bay Vân Đồn được xây dựng trên diện tích 326 ha với số vốn đầu tư trên 330 triệu đô la Mỹ, được thiết kế để đón từ 2 đến 2,5 triệu hành khách mỗi năm. Sân bay dự kiến sẽ tăng mức tiếp nhận lên 5 triệu hành khách mỗi năm và sẽ có một nhà ga hàng không vận tải hàng hóa có công suất ít nhất 51.000 tấn vào năm 2030. Sân bay Vân Đồn trước kia chỉ được quy hoạch là sân bay nội địa đón được các chuyến bay quốc tế Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu xây dựng Vân Đồn trở thành một đặc khu kinh tế hành chính, theo ý kiến của một số nhà đầu tư, thì Thủ tướng Chính phủ vào tháng 2 vừa qua đã phê duyệt quyết định đưa sân bay này vào mạng lưới 10 sân bay quốc tế của Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam không chấp thuận dự án điểm dừng chân, dịch vụ tham quan du lịch, kết hợp mua bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại Vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long. Thông tấn xã Việt Nam loan tin này vào ngày 14 tháng 6 theo đó văn bản mà bộ này gửi cho ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh nêu rõ các cơ quan chức năng và chủ đầu tư phải phối hợp nghiên cứu lựa chọn địa điểm khác phù hợp thuộc vùng đệm của vịnh hạ long chứ không phải ở vùng lõi như hiện nay vịnh hạ long được ủy ban di sản thế giới công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí cả về vẻ đẹp cảnh quan lẫn giá trị địa chất Vịnh Hạ Long là một vịnh nhỏ thuộc phần bờ Tây Vịnh Bắc Bộ, tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam, bao gồm vùng biển đảo thuộc thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và một phần huyện đảo Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh. Diện tích Vịnh Hạ Long khoảng 1.553 km2 với 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 989 đảo có tên và 980 đảo chưa được đặt tên và địa hình có liên quan chặt chẽ với lịch sử khí hậu và quá trình vận động kiến tạo của trái đất danh thắng vịnh hạ long thu hút khách du lịch từ nhiều nơi trên thế giới tuy nhiên trong thời gian gần đây thì đã từng xảy ra những vụ tai nạn đắm tàu hoặc là cháy tàu du lịch chở khách tham quan vịnh rồi nạn ô nhiễm do các nhà máy gần vịnh gây nên Đề nghị cho tổ chức thường xuyên các sự kiện trong hàng động lớn tại vịnh Hạ Long từng bị phản đối mạnh mẽ. Quốc hội Việt Nam vào sáng thứ năm 14 tháng 6 đã thông qua luật thể dục thể thao với đa số phiếu bầu bao gồm cả nội dung về đặt cược thể thao gây nhiều tranh cãi. 457 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành dự luật chiếm 94,46% số người có mặt trong hội trường, trong khi chỉ có một đại biểu bỏ phiếu chống và hai người không biểu quyết. Luật thể dục thể thao sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Với luật này, Việt Nam hợp pháp hóa cá cược thể thao và coi đây là một ngành kinh doanh với những điều kiện bắt buộc. Các cơ quan nhà nước sẽ kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh cá cược thể thao nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trung thực, cũng như đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Các bên tham gia được sử dụng tiền đồng của Việt Nam khi đặt cược. Chính phủ Hà Nội sẽ quyết định danh sách các môn thể thao được phép cá cược và cung cấp các quy định chi tiết hơn về việc này. Lâu nay, dù chưa có luật, nhưng hoạt động cá độ thể thao vẫn diễn ra tại Việt Nam. Một đường dây đánh bạc trên mạng dính líu đến hai ông tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thành Hóa bị phát hiện vào tháng 4 vừa qua gây chấn động dư luận tại Việt Nam. Băng ở Nam Cực đang tan chảy với tốc độ đáng báo động. Khoảng 3.000 tỷ tấn băng đã biến mất từ năm 1992. Một nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực băng hà cho biết như vậy và được AP loan đi vào ngày 14 tháng 6. Các nhà khoa học tính toán, mảng băng ở cực Nam trong một phần tư thế kỷ qua đã tan chảy với lượng nước đủ để nhấn chìm tiểu bang Texas của Mỹ xuống độ sâu gần 4 mét. Nói cách khác, tất cả lượng nước tan chảy này đã làm cho đại dương toàn cầu tăng lên 7,6 mm Nghiên cứu được công bố hôm 12 tháng 6 trên tạp chí Nature cho biết, từ năm 1992 đến năm 2011, Nam Cực mất gần 76 tỷ tấn băng một năm. Từ năm 2012 đến năm 2017, tỷ lệ tan chảy băng lên hơn 3 lần, tức 219 tỷ tấn một năm. Giáo sư Isabel Villicotner của Đại học California Irvine, một trong 88 tác giả của nghiên cứu cho biết, tình hình đang diễn ra nhanh hơn dự kiến. Tác giả chính Andrew Shafford thuộc Đại học Leeds ở Anh cho biết, không giống như các nghiên cứu đo lường đơn lẻ, nhóm nghiên cứu vừa nêu xem xét việc băng tan chảy theo 24 cách khác nhau, sử dụng 10 đến 15 vệ tinh vũ trụ, cũng như đo đạt mặt đất, không khí và mô phỏng máy tính. Ông Shafford khẳng định không có tác nhân nào khác gây ra việc này ngoài biến đổi khí hậu. Ông nói thêm, băng ở nam cực tan chảy chủ yếu do nước ấm lên kết hợp với gió chuyển dịch gây ra bởi việc đốt than dầu và khí tự nhiên. Nghiên cứu cũng chỉ ra hơn 70% tình trạng băng tan chảy gần đây diễn ra ở tây nam cực, trong khi đông nam cực được dự báo có khả năng ổn định trong vài thập kỷ tới. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ chuyển từ làn sóng ngắn sang phát thanh trực tiếp trên ứng dụng tin của Đài Á Châu Tự Do, Facebook và Youtube. Thời gian phát sóng vẫn là 7 giờ sáng và 9 giờ tối giờ Việt Nam, các ngày trong tuần. Quý vị có thể tải ứng dụng tin của Đài Á Châu Tự Do từ App Store có tên Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại iPhone và Android. Để nghe phát thanh trực tiếp trên ứng dụng tin của Đài Á Châu Tự Do, và trở lại với chương trình trong phần thời sự hôm nay thưa quý vị việc dùng lý do an ninh quốc gia để cáo buộc nhiều blogger cũng như giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam về những bài viết của họ không còn là điều mới tại Việt Nam vậy an ninh quốc gia được hiểu và dùng như thế nào tại Việt Nam có phần trình bày sau đây thưa quý vị vừa qua thêm một blogger tại Việt Nam bị cáo buộc xâm phạm tới an ninh quốc gia khi cơ quan an ninh thẩm vấn việc viết bài về một tập đoàn kinh tế tại Việt Nam có nghi vấn đã mua đất công giá rẻ một cách khuất tất. Đó là blogger Nguyễn Anh Tuấn. Anh cho đã trời do biết bị thẩm vấn liên tục 15 tiếng đồng hồ trong đêm rạng sáng ngày 25 tháng 5 năm 2018. Các nhân viên thẩm vấn tự xưng là người của A67, cục chống phản động khủng bố của Bộ Công an. Họ có đưa ra cái yêu cầu là yêu cầu là phải xóa các cái bài viết gần đây mà trong đấy thì có những cái bài viết về uh, Viên em có tranh luận lại với họ đầu tiên là em yêu cầu họ phải uh, đưa ra những căn cứ pháp lý đó họ nói không uh, họ không có căn cứ pháp lý gì hết họ chỉ uh, muốn em thể hiện ra là cái thiện chí với họ thôi với thứ hai nữa thì em có hỏi cụ thể luôn là một số bài ví dụ như bài vin đây thì cái yếu tố an ninh quốc gia của nó ở chỗ nào thì họ cũng không có trả lời Blogger Nguyễn Anh Tuấn viết bài mang tựa đề Đất công phải được đấu giá vào ngày 14 tháng 5 năm 2018 trên trang Facebook của mình. Bài này dựa trên các tin tức từ báo chí chính thống của Việt Nam, so sánh hai trường hợp mua rẻ đất công không qua đấu thầu của tập đoàn Kinh Đô tại Sài Gòn và tập đoàn Vingroup tại Hà Nội. Việc mua bán của Kinh Đô đã bị đình lại và điều tra, trong khi tập đoàn Vingroup thì không tác giả đặt câu hỏi tại sao lại có sự khác biệt như vậy. Vào đầu năm 2018, thì nhà báo Phạm Tri Dũng hiện sống ở Sài Gòn nói với chúng tôi về chuyện an ninh quốc gia tại Việt Nam. Thì ở ngoài ấy, thì an ninh quốc gia chính là an ninh quốc gia. Còn ở đây thì an ninh quốc gia nó mở rộng rất nhiều những cái trường hợp mà bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài, bị thu hộ chiếu đấy. Thì công an cũng chỉ ghi vào cho biên bản một cái câu chung chung tức là ảnh hưởng vi phạm tới cái vấn đề an ninh quốc gia của Việt Nam. Nhưng mà hỏi an ninh quốc gia là cái gì thì người ta không giải thích. Trong trường hợp ông Nguyễn Anh Tuấn là một blogger và là một nhà hoạt động xã hội thường xuyên đưa ra những phê bình về chính sách cũng như tham gia vào những hoạt động bảo vệ môi trường. Ông đã từng thường xuyên đối mặt với những cuộc thẩm vấn của cơ quan an ninh Việt Nam liên quan đến cái gọi là an ninh quốc gia. Khi được hỏi tại sao cơ quan công an lại hay dùng chuyện an ninh quốc gia trong việc đối xử với những chỉ trích của những người đối lập tại Việt Nam. Thì ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết. Làm dụng cái vấn đề ảnh gia đó thì nó cũng thực ra nó cũng phải chỉ mỗi Việt Nam mà cũng khá nhiều nước. Khi dân chủ đó thì họ cũng hay sử dụng những cái cụm từ đấy. Thì thực chất thì họ cũng chỉ muốn là dập tắt những cái tiếng nói và những cái quan điểm trái chiều khác biệt. Và để làm được cái điều đấy mà nó tăng thêm cái phần thuyết phục ấy, Họ cần có một cái lý do mà nghe nó có vẻ chính đáng thì an ninh quốc gia nó là một cái khái niệm mà nó đủ uh, mơ hồ để cho họ có thể viện dẫn, à, viện dẫn cho những cái mục tiêu cho những cái hành động đấy của họ một vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia được nhiều người đồng tình kể cả những người bất đồng chính kiến là liên lạc với nhân viên tình báo nước ngoài và cung cấp tài liệu về kinh tế chính trị của Việt Nam cho họ một vụ như vậy đã xảy ra vào năm 2015, trong đó một nhà báo tên là Hà Huy Hoàng của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bị buộc tội cung cấp tài liệu cho một nhân viên tình báo Trung Quốc giả danh là nhà báo tại Việt Nam. Ông Hà Huy Hoàng bị công khai xử tại tòa án Hà Nội với bản án 6 năm tù giam. Tuy nhiên thì sau đó tin tức về việc này trên báo chí nhà nước Việt Nam bị xóa bỏ và hiện nay không thể tìm thấy việc này trên báo chí trong nước nữa. Vào năm 2016 thì một cán bộ công an Việt Nam Nguyễn Hoàng Dương bị cho là đã đem tài liệu tuyệt mật sang Campuchia bán lấy tiền để đánh bạc. Sau đó thì ông này bị tuyên án 8 năm tù giam thay vì có thể bị truy tố án tử hình theo khung hình phạt của luật pháp Việt Nam. Tòa án đã giải thích rằng do gia đình ông Dương có truyền thống trong ngành công an. Ngoài ra thì cơ quan công an Việt Nam cũng đã từng đưa ra những cáo buộc về việc làm lọt lộ bí mật nhà nước Tuy nhiên thì theo nhà báo Phạm chí Dũng, việc này rất khó hiểu. Trong suốt 2 năm vừa qua, năm 2016 và 2017, thì Bộ Công An đều tuần tự báo cáo không phải chỉ một lần mà có tới là ba bốn lần về cái chuyện là cái tình hình lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước là rất nhiều. Như vậy là có tới khoảng hơn 800 vụ lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng mà dư luận mới đặt ra một câu hỏi là tại sao hơn 800 vụ như vậy nhưng mà không có một vụ nào được công khai và không thấy công an xử được một vụ nào cả có rất nhiều thông tài liệu là thuộc độ mật tối mật tuyệt mật không biết thật giả như thế nào nhưng mà được tung lên mạng xã hội từ uh, trước đại hội 12 cho tới nay cho tới nay mới chỉ thấy một cái trường hợp là khởi khởi tố Vũ Nhôm về cái tài, cái tội danh tức là cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước chưa thấy khởi tố thêm một cái nhân vật nào khác ông Vũ Nhôm tên thật là Phan Văn Anh Vũ là một doanh nhân tại Đà Nẵng nhưng cũng là một sĩ quan mang cấp bậc thượng tá của Công an Việt Nam. Ông bị bắt vào tháng 1 năm 2018 và trong số các tội danh được báo chí Việt Nam loan tải có tội danh là đã làm lộ bí mật nhà nước. Trở lại với trường hợp cuộc thẩm vấn của cơ quan an ninh đối với ông Nguyễn Anh Tuấn. Khi được hỏi rằng liệu sắp tới đây việc sử dụng khái niệm an ninh quốc gia để buộc tội hoặc gây trở ngại cho những nhà hoạt động bất đồng chính kiến sẽ giảm đi hay không, Nguyễn Anh Tuấn cho rằng trong tình hình như bất ổn về xã hội như hiện nay, thì việc lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia sẽ tăng, chứ không giảm. Một quý vị nghe buổi phát thanh sáng ngày 15 tháng 6 năm 2018 đang được phát trực tiếp từ 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng giờ Việt Nam trên trang mạng xã hội Facebook và Youtube. Sau phần tin với những tin tức mới nhất tại Việt Nam và khu vực, Câu chuyện thật sự sáng nay chúng tôi có bài nêu lên những nhận định của các nhà tham mưu, chuyên gia kinh tế chính trị tại Việt Nam về luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng. Hai dự thảo luật bị cho là có liên quan sâu rộng đến Trung Quốc. Tiếp theo đó là điểm lóc bàn về phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chi Dũng vào ngày 6 tháng 6 năm 2018, cho rằng luật đặc khu kinh tế không liên quan gì đến Trung Quốc. Tuy nhiên trước hết, mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết sáng nay. Diễm Thi và Nguyễn Tuấn mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm 14 tháng 6 cho biết đã tạm giữ 18 người bị cho là cầm đầu, kích động người dân gây rối gây mất trật tự an ninh vào ngày 10 tháng 6 vừa qua. Truyền thông trong nước trích thông tin từ Công an thành phố Biên Hòa rằng 18 người này được xác định là đã được lực lượng chức năng sàng lọc trong 52 đối tượng bị bắt giữ sau khi xảy ra vụ biểu tình phản đối dự luật về đặc khu ở Đồng Nai. Số còn lại được tại ngoại phục vụ điều tra, theo truyền thông trong nước, vào ngày 10 tháng 6, hàng trăm người dân đã xuống đường tuần hành trên đường Nguyễn Ái Quốc, quốc lộ 1, đi qua địa bàn Đồng Nai để phản đối dự luật đặc khu. Đa số người dân biểu tình ôn hòa, nhưng một số người bị cho là đã lợi dụng nhằm kích động, lôi kéo, hò hét, chặn các phương tiện giao thông gây mất trật tự. Trong ngày 10 tháng 6, người dân ở nhiều tỉnh thành ở Việt Nam đã đổ ra đường phố phản đối hai dự luật trình Quốc hội là luật đặc khu và an ninh mạng. Nhiều người dân lo ngại dự luật đặc khu cho phép nhà đầu tư nước ngoài thuê đất đến 99 năm sẽ tạo cơ hội cho người Trung Quốc vào chiếm đất. Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo động tại tỉnh Bình Thuận kéo dài đến hết ngày 11 tháng 6. Trả lời câu hỏi về trường hợp công dân Mỹ Quy Nguyễn bị bắt khi tham gia biểu tình ở Sài Gòn hôm ngày 10 tháng 6. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm ngày 14 tháng 6 cho biết ông Quy Nguyễn bị giam giữ vì gây mất trật tự công cộng. Quy Nguyễn, 32 tuổi, một thanh niên người Mỹ gốc Việt, đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ khi tham gia biểu tình ở Sài Gòn phản đối hai dự luật an ninh mạng và đặc khu. Theo AP, gia đình và bạn bè của Nguyễn Nguyễn lên tiếng trong một thông cáo đưa ra hôm thứ năm, ngày 14 tháng 6 rằng ông Nguyễn Nguyễn bị đánh và bị kéo lê vào một xe cảnh sát trong cuộc biểu tình hôm chủ nhật vừa qua. Bản thông cáo cho biết ông Nguyễn Nguyễn bị bắt vào đồn cảnh sát và hiện tại chưa biết tình trạng sức khỏe của ông như thế nào. tờ New York Times hôm ngày 14 tháng 6 dẫn lời cô Victoria Nguyễn, em gái của ông Huy Nguyễn, trả lời qua email cho biết, anh ấy tự hào là một người Mỹ gốc Việt. Đam mê nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu Đông Nam Á và chuyên ngành của anh ấy. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết, đại sứ quán đã biết về chuyện này qua truyền thông và khẳng định rằng, khi một công dân Hoa Kỳ bị giam giữ ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ những vấn đề cần thiết. Tuy nhiên, sứ quán Hoa Kỳ không đưa thêm bất kỳ một bình luận gì vì lý do quan ngại quyền riêng tư. Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an địa phương khẩn trương lập hồ sơ và xử lý nghiêm những phần tử quá khích trong các cuộc biểu tình vừa qua ở Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn lời của Bộ trưởng Tô Lâm như vừa nêu tại cuộc họp của ngành công an vào chiều 13 tháng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc họp này, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mặc dù dự luật đặc khu được lùi thời gian thông qua kỳ họp tới của Quốc hội, nhưng các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá bằng việc kích động gây rối biểu tình. Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp rằng, Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ công an các địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, cũng như trong công tác truy bắt những đối tượng chủ mưu, quá khích trong các cuộc biểu tình để sớm đưa ra truy tố xét xử và nỗ lực ngăn chặn tụ tập đông người phá hoại tài sản, nhất là trên quốc lộ 1A. Trong cùng diễn tiến, vào chiều ngày 14 tháng 6, công an thành phố Cần Thơ ra thông cáo phát hiện một số trường hợp đăng tải thông tin trên mạng xã hội để kích động dân chúng biểu tình. Đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân tố giác những ai kích động đình công biểu tình. Trong thông báo của công an thành phố Cần Thơ ghi rõ, những người tố giác sẽ được bảo vệ và khen thưởng. Truyền thông quốc nội cho biết, từ ngày 1 tháng 7, công an cấp huyện trở lên có thể được xem xét trang bị vũ khí quân dụng, bao gồm các súng các loại, tên lửa chống tăng cá nhân và cả trực thăng vũ trang công an thuộc các đơn vị xã, phường, thị trấn cũng được xem xét trang bị các dùi cui điện, bình xịt hơi cây và súng các loại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ra báo cáo hôm 14 tháng 6 cho biết 20 tàu cá của tỉnh này bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa trong vòng 6 tháng đầu năm 2018. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, 20 tàu cá với 138 ngư dân của tỉnh đã bị tàu Trung Quốc ngăn cản, khống chế, cướp tài sản, khi đang khai thác thủy sản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, vốn là ngư trường truyền thống của người dân tỉnh. Truyền thông trong nước loan tin vào hôm 25 tháng 5 cho biết, tàu cá của ngư dân Lê Hơn tại đảo Lý Sơn đã bị tàu cảnh sát biển của Trung Quốc số hiệu 31102 đâm chìm khi đang khai thác rong biển tại khu vực đảo Bạch Quy. Quần đảo Hoàng Sa là khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc, hiện do Trung Quốc kiểm soát. Những năm qua, nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam ra đánh bắt cá tại vùng biển này, đã bị các tàu chấp phá và tàu cá của Trung Quốc tấn công, có người dân bị Trung Quốc bắt, đánh đập và đòi tiền chuộc. Cũng liên quan đến tình hình Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm ngày 14 tháng 6 lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động triển khai tên lửa ở đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Giao Việt Nam, phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Bà Hằng nói thêm, việc Trung Quốc triển khai tên lửa ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa an ninh và ổn định trong khu vực. Trước đó, theo phân tích được tổ chức Imasat International, gọi tắt là ISI, công bố hôm ngày 11 tháng 6, các tên lửa của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm đã xuất hiện trở lại sau khi biến mất một cách bí ẩn. Theo ISI, có thể hệ thống tên lửa này được triển khai sang các đảo khác hoặc có khả năng các tên lửa này được chuyển về đất liền để bảo dưỡng định kỳ. Việt Nam tiếp tục công tác mở rộng khiêm tốn tại những tiền đồn ở quần đảo Trường Sa mà gần nhất là công việc tại Đà Lạt. Nhóm sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington DC, Hoa Kỳ loan tin vào ngày 13 tháng 6. Theo đó thì hiện ảnh vệ tinh chụp được hồi tháng 3 và tháng 6 cho thấy Hà Nội tiến hành nạo vét một con kênh mới mà trong những ảnh cũ không thấy có. Một ảnh vệ tinh chụp vào ngày 18 tháng 3 cho thấy, ở rìa mạng nam của Đà Lạt, một con kênh vừa được nạo vét. Tại cửa ra ngay phía bắc của kênh có một xà lan và hai tàu lớn. Ngoài ra còn có ít nhất 21 tàu nhỏ hơn, tất cả dường như là tàu đánh cá của Việt Nam, hiện diện tại vùng đầm nước của Đà Lạt. Nhìn kỹ hơn trên xà lan thì có hai thiết bị xây dựng, chắc hẳn được dùng để chuyển vật chất nạo vét lên một tàu khác. Phương pháp nạo vét được cho là tiêu biểu mà Hà Nội sử dụng lâu nay tại một số thực thể khác hiện do Việt Nam quản lý tại Trường Sa. AMTI cho rằng phương tiện dùng để mở rộng tiền đồn của Trung Quốc tại Trường Sa hoàn toàn khác hẳn. Đó là loại tàu được gọi là tàu cuốc hút cắt. Loại tàu này có thể chuyển vật chất nạo vét nhanh hơn nhiều, tuy nhiên tác hại về môi trường vô cùng to lớn. Philippines có thể ký thỏa thuận đánh cá chung với phía Việt Nam và Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough. Ông Antonio Cabio, quyền bộ trưởng tư pháp Philippines, nói như vậy với báo chí hôm ngày 14 tháng 6, ông Capio đưa ra tuyên bố này giữa lúc có những căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến việc Trung Quốc tịch thu các hải sản của ngư dân phi đánh bắt được tại bãi cạn Scarborough. Bãi cạn Scarborough của Philippines đã bị Trung Quốc chiếm giữ vào năm 2012 và ngăn cản không cho ngư dân phi vào đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên nắm quyền vào năm ngoái, hai nước đã thỏa thuận cho phép ngư dân phi được vào lại bãi cạn khai thác hải sản. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Philippines cũng nói thêm rằng Philippines và Việt Nam cũng có thể ký thỏa thuận về phân định ranh giới giữa biển bằng việc xác định đường trung tuyến. Ông cho biết thêm, phía Philippines sẽ nghiên cứu thêm về vấn đề này. Ông Cabio cho biết, từ khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết trường Sa không phải là đảo, nên không có quyền đặc quyền kinh tế. Các nước không có vùng đặc quyền kinh tế chồng lớn nên có thể ký thỏa thuận về ranh giới. Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam hôm 14 tháng 6 ra quyết định tạm đình chỉ điều tra ông Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sở dầu khí PVtex, hiện đang bỏ trốn chờ đến khi bắt được. Ông Vũ Đình Duy trước đó bị khởi tố về hai tội danh cố ý làm trái và nhận hối lộ. Hôm 31 tháng 5, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với ông Vũ Đình Duy. Sau khi bị khởi tố vào tháng 10 năm ngoái, ông Vũ Đình Duy đã bỏ trốn đến ngày 7 tháng 5 vừa qua ông vũ đình duy lại có mặt tại tòa thường thẩm tại thủ đô berlin làm nhân chứng trong vụ bắt cóc trịnh xuân thanh một cựu quan chức dầu khí một số nguồn tin từ phiên tòa xử ông thanh bên đức cho biết ông vũ đình duy khai rằng ông có tiếp xúc với tòa đại sứ việt nam tại châu âu nhưng không nói rõ nước nào ngoài ra ông duy còn nói vẫn đi lại thoải mái với những người bên ba lan bên praha cộng hòa séc ngoài ông duy trong vụ án còn có bốn nhân vật khác bị khởi tố bao gồm ông trần trung chí hiếu nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị PVTEX, Vũ Phương Nam, Kế toán trưởng PVTEX, Đào Ngọ Hoàng, Nguyên trưởng phòng thương mại PVTEX và Đỗ Văn Hồng, Nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và xe lắp dầu khí Kinh Bắc. Cũng liên quan cán bộ sai phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 6 đã quyết định kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Những người bị kỷ luật khiển trách gồm ông Trần Tấn Hải, ông Nguyễn Xuân Tùng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quý thính giả vừa nghe bản tin chi tiết mở đầu phần thực sự hôm nay. Thưa quý vị, hai dự thảo luật gây nhiều tranh cãi nhất và sóng gió nhất sau kỳ họp Quốc hội thứ năm khóa 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam tạm thời đã có kết quả. Vấn đề là cả hai dự luật này đều bị người dân phản đối với nguyên nhân có liên quan sâu rộng đến Trung Quốc và các chính sách của Trung Quốc. Để tìm hiểu thêm về sự ảnh hưởng được cho là ngày càng lớn của Trung Quốc đối với Việt Nam nói riêng, Chúng tôi có dịp nói chuyện với một số nhà tham mưu, chuyên gia kinh tế chính trị từ thời điểm Việt Nam bắt đầu chính sách mở cửa với thế giới Các Linh có bài trình bày sau đây, mời quý vị cùng nghe Thì tôi thấy cái nỗi khắc khoải nhất của ông ấy là ông ấy lo cho cái âm mưu ngày càng lộ liệu và cả nguy hiểm của Trung Quốc đội can thiệp sâu vào trong nội tình của đất nước. Nhân vật mà giáo sư tương lai nhắc ở trên là cố thủ tướng võ văn kiệt trong một lần gặp mặt vào tháng 5 năm 2008. Cũng trong bài viết mới nhất do giáo sư tương lai email cho chúng tôi, ông kể lại một số chi tiết mà ông gọi đó là nỗi khắc khoải của cố thủ tướng võ văn kiệt thực chất đã xuất hiện từ năm 1951. Năm 1951. Ông trở về sau khi vượt Trường Sơn ra Việt Bắc dự đại hội 2 của đảng. Ông Võ Văn Kiệt được cử đi thực tế rút kinh nghiệm về công tác thuế nông nghiệp tại nông thôn miền Bắc. Từ khi đó, ông bắt đầu hiểu ra và nói rằng rất dị ứng với những bài học mà các cố vấn Trung Quốc chuyển tải vào nước ta. Vì thế, ông từ chối không đi Bắc Kinh và xin trở về ngay Nam Bộ. Một số tài liệu ghi rõ, khoảng thời gian năm 1946 đến 1954, xảy ra cuộc chiến tranh Pháp-Việt Minh, không ai là không biết tầm quan trọng của viện trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, một chi tiết quan trọng trong bài viết của tác giả Phạm Cao Dương vào năm 2009 có ghi rõ, trung tuần tháng 8 năm 1950, khi hai đoàn cố vấn quân sự, một do Vi Quốc Thanh và Đặng Giật Phạm, cập đầu từ Quảng Tây và một do Trần Canh hướng dẫn từ Vân Nam đến Bộ Chỉ huy tiền phương của Việt Minh ở Quảng Uyên, Cao Bằng và được Võ Nguyên Giáp và Trần Đăng Ninh đón tiếp và thuyết trình. Theo ông Phạm Cao Dương, đây là thời điểm then chốt bắn phát súng đầu tiên cho tầm quan trọng của viện trợ mà Cộng sản Trung Quốc dành cho Cộng sản Việt Nam. Chi tiết này được tác giả Wang Yai đề cập trong cuốn China and the Vietnam Wars là trong chuyến đi Bắc Kinh từ 25 tháng 6 đến 8 tháng 7 năm 1955 của Hồ Chí Minh. Bắc Kinh đã đồng ý viện trợ 800 triệu tệ, tương đương 200 triệu đô la Mỹ để xây 18 dự án, trong đó có nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy điện Hà Nội, nhà máy dệt Nam Định. Cũng theo tác giả Nguyễn Hải, vào tháng 5 năm 1963, lúc miền Nam đang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Phật giáo, chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ sang Hà Nội nói với Hồ Chí Minh, Trung Quốc đang đứng bên cạnh các đồng chí, nếu chiến tranh bùng nổ Trung Quốc là hậu phương. Theo lời kể lại của giáo sư tương lai, ông Võ Văn Kiệt đã nhìn thấy sức ép của Bắc Kinh thời điểm diễn ra hội nghị Geneva. Việc Bắc Kinh viện trợ vũ khí và cố vấn giúp Việt Nam đánh thực dân xâm lược nhằm tạo ra toan tính lâu dài để chờ ngày bành trướng. Buộc chính quyền Việt Nam phải ngừng chiến và chấp nhận vị tuyến 17. Sau đó, Đặng Tiểu Bình phát động cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 là câu trả lời rõ nhất cho âm mưu bành trướng của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam. Tự trung lại, để nhận định một cách khái quát nhất về thời điểm này, chuyên gia kinh tế Huỳnh Vũ Sơn cho biết. Suốt 4.000 năm lịch sử của mình là cái chuyện mà cái cái cuộc chiến tranh chủ yếu của Việt Nam là là đối với phương Bắc. Nó thì Đấy. cô biết trong lịch sử là biết qua bao nhiêu đời từ khi mà bắt thuộc rồi lấy lại độc lập rồi từ khi có độc lập là từ thời tiền lê rồi lý trần rồi hậu lê rồi đến nguyễn đến tây sơn đều phải là chống trả với lại trung bắc hết và ngay cả đến thời kỳ hiện hiện cận đại đây thì năm bảy chín cũng bị xâm lấn rồi năm năm sáu thì bị xâm lấn ở bờ bờ hoàng sa năm năm chín rồi năm bảy mươi À, uh, rồi năm 74, rồi năm 79, rồi năm 88 <laughs> liên cho nên đó, gọi là nói chung cái người dân Việt mình đó, là có một luôn luôn là phải phải phòng vệ trước trước phương Bắc dầu là vẫn phải giữ cái hữu nghị đối với họ Thời gian gần đây trong nước tung ra một video lời phát biểu của Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chính trị Công an Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân Trương Giang Long công khai cảnh báo Trung Quốc không bao giờ từ bỏ giả tâm thông tính chúng ta mà không phải thời ông tập cận bình ông khác lên cũng sẽ vậy thôi câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào theo chuyên gia kinh tế huỳnh vũ sơn bắt đầu vào thập niên 90 cả trung quốc và việt nam đều bắt đầu chính sách mở cửa ông đánh giá việt nam lúc đó có những cái tích cực hơn cả trung quốc những cái người mà chủ trương đổi mới và phải nói là ông võ văn kiệt trong những cái người mà mà thực hiện thành công tức là một cái người là đã thực hiện rất là tốt cái đổi mới và mở cửa cho Việt Nam thì vì, vì cái đó là tôi nghĩ rằng không phải là người trong nước mà cả thế giới mà cũng công nhận như thế. Năm 1986, Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với cuộc cải cách này Việt Nam đã đưa GDP tăng trưởng liên tục từ năm 1986 đến 1996, với mức tăng trưởng bình quân 6,6% một năm. Lạm phát từ ba con số được đưa về 12,7% năm 1995 và 4,5% năm 1996. Một thành tựu vẫn luôn được nhắc đến khi nói về giai đoạn này là Việt Nam từ một nước thiếu ăn đã có dư gạo để xuất khẩu. Giáo sư tương lai cũng ghi nhận thành tựu kinh tế của Việt Nam Giai đoạn này là nét độc đáo của một tầm nhìn mang đầm hình ảnh của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong bối cảnh ấy là ông Kiệt đã thành lập, đã tranh thủ, mời những cái chuyên gia của chế độ cũ tham gia với ông. Như là ông ấy mời ông Quánh, ông Nguyễn Văn Hảo và đặc biệt là ông ấy có thành lập một cái nhóm gọi là nhóm thứ sáu nói là nhóm thứ sáu bởi vì thường á, là cứ đến ngày thứ sáu thì sinh hoạt với ông và tiến. tuy nhiên theo ông Huỳnh Bửu Sơn những năm về sau những chính sách tích cực về kinh tế của Đặng Tiểu Bình làm cho Trung Quốc có những thành công rất lớn và tốc độ phát triển kinh tế mạnh hơn. Ngược lại, Việt Nam ở thời điểm đó, ông Huỳnh Vũ Sơn chia sẻ trong khi đó thì cái đổi mới của của Việt Nam cái mở cửa Việt Nam thì đến khoảng đầu năm 2000 đây thì do cái ảnh hưởng của cái khủng hoảng kinh tế ở châu Á đó nó làm cho nó 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 làm cho là cái thay vì là mọi người tích cực hơn nữa trong cái cái việc để mà đổi mới thì lúc đó nó có phần nó hơi chậm lại trong một thời gian và và đương nhiên là nó sẽ làm cho cái, cái 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 nền kinh tế của mình nó cũng không có phát triển được như trước. thì như vậy thì trong cái mối quan hệ giữa hai nền kinh tế ấy, thì một cái chuyện xảy ra tức là mình mua hàng của Trung Quốc nhiều hết. và dẫn đến cái chuyện tức là cái 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 nhập siêu của mình càng lớn và cái chiếm phục ngoại thương giữa giữa Việt Nam Trung Quốc nó càng lớn. Mặc dù nhấn mạnh rằng nhập siêu không gọi là một lệ thuộc. Nhưng theo ông Huỳnh Bổ Sơn, do vị trí địa lý của hai quốc gia và giá mua nguyên vật liệu từ Trung Quốc luôn rẻ hơn từ các nước khác. Và nhất là cái khu vực kinh tế mà quốc dân của của Việt Nam thì lại có một nhu cầu về về nguyên liệu vật tư rất là mạnh từ Trung Quốc. Một ví dụ về ngành dệt may, theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2017, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may từ Trung Quốc về Việt Nam đạt gần 9 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 42,7% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này. Ở một lĩnh vực khác, Trung Quốc là nhà đầu tư nhiều dự án nhiệt điện tại Việt Nam. Thang mua từ thị trường này cũng đang có giá cao nhất so với các thị trường khác. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2017, cả nước nhập khẩu gần 9.374 triệu tấn thang, tổng giá trị kim ngạch đạt gần 934 triệu đô la Mỹ. Sự phụ thuộc của Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc như ông Huỳnh Bửu Sơn đã phân tích ngày càng thể hiện rõ. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan là người đưa ra quan điểm đồng thuận. Bà cho biết nền kinh tế Việt Nam hiện đang phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc về nguồn cung cũng như xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam. Đây cũng chính là nguyên nhân cho nỗi lo khi dự thảo luật đặc khu ra đời. Vào tháng 9 năm 2017, ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc trong chuyến kinh lý Hà Nội, có lời miêu tả mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc là hai nước có cùng số phận. Ngầm ý của câu nói này ra sao? Có lẽ đã thể hiện rõ trong những chuyển biến ở Việt Nam từ kinh tế, chính trị cho đến du lịch. Tiếp tục chương trình thưa quý vị, ngày 6 tháng 6 năm 2018 quả là một ngày buồn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khi ông tuyên bố với báo Tuổi Trẻ về việc dư luận đang nhầm lẫn vì không có một chữ nào nhắm đến Trung Quốc trong luật về đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Thậm chí ông còn không giấu được giận dữ khi nói rằng đang có một âm mưu chia rẽ Việt Nam Trung Quốc vào lúc này. Trong dự thảo luật không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc. Đó là lời của ông Dũng và đây cũng là bài viết của blogger Tuấn Khanh với tựa đề Không có Trung Quốc nào, chỉ có rõ Việt Gian. Mời quý vị cùng đến với giọng đọc của Nguyên Lam sau đây. Cái cách thể hiện của Ngài Bộ trưởng cũng gần với nội dung là giới phản dư luận, tuyên truyền viên cấp thấp được hướng dẫn với ngụ ý rằng đã đọc luật chưa mà phản đối. Nhưng đây là thời khắc người dân Việt Nam đang đặt ngược câu hỏi với ông Dũng rằng Thật sự ông ta có đọc và biết những gì mình làm không? Dân dân không tầm thường như ông Dũng nghĩ. Văn bản luật cho ba đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được trình quốc hội vào kỳ họp thứ 5 năm, năm 2017 đã nằm trên tay của rất nhiều người Việt Nam. Thậm chí trong buổi chiều ngày 6 tháng 6, ngồi sau một người chạy xe ôm đen sạm, tôi là người được anh ta diễn giải không dứt sau khi mượn câu nói của bộ trưởng dũng để dò hỏi anh và không khó để người ta nhận ra bộ kế hoạch đầu tư đã ráo riết cho một chủ đích bao gồm lấy đặc khu thẩm quyến làm điểm mộng cho cuộc viễn du lần này họ đặc biệt dành cho trung quốc những quyền hạn tối ưu nhưng tránh đi chỉ gọi là nước láng giềng có chung đường biên giới với việt nam tại tỉnh quảng ninh thậm chí trong nhiều mục khác người dân việt nam còn thấy nhiều điều mới lạ ở các đặc khu này như được quyền sản xuất các thiết bị chiến tranh trên bộ bao gồm chất nổ để hủy diệt phá sóng thông tin ở một kinh doanh có cả phần cho phép mua bán các cổ vật và báu vật quốc gia vân đồn và bắc vân phong là hai vị trí đặc biệt quan yếu về quân sự với việt nam đặc biệt với bắc vân phong đặc khu này là một gạch nối với hoàng sa nơi quần đảo mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm của Việt Nam vào năm 1974 và là bàn đạp để nhìn vào Khánh Hòa. Hoàng Sa giờ đây là một căn cứ quân sự khổng lồ của Bắc Kinh trên biển, nơi chịu trách nhiệm về vô số thảm nạn của người dân Việt Nam. Nhân danh hoạt động cho đặc khu, tàu cá và các loại tàu giả trang khác của Trung Quốc trong tương lai có thể hợp pháp tràn vào các vùng biển Việt Nam. Ngư dân Việt vốn khốn cùng sẽ còn khốn cùng hơn nữa. Kết nối của ông Dũng trong ngày 6 tháng 6 khi bị báo chí đặt câu hỏi, nhanh chóng cho thấy nội bộ dưới lãnh đạo, các nhóm cố vấn của chính quyền, đang có những khác biệt dữ dội. Lo sợ cho dự án kinh tế này có thể bị trận lại hay yếu đi, Dũng đã không ngại khi nói rằng đang có một âm mưu chia rẽ Việt Nam và Trung Quốc. Khi bật ra câu này, chắc là ông Nguyễn Chí Dũng không thể không nghĩ đến những người đang có những ý kiến khác biệt về đặc khu như luật sư trương trọng nghĩa trần đình thu kinh tế gia lê đăng doanh phạm chi lan vũ thanh tự anh những người đang nhắc rằng tiền không mua lại được tổ quốc một khi đã rơi vào bẫy của quyền lực mềm âm mưu bành trướng và di dân kinh tế từ trung quốc người ta đang tự hỏi trong việc nghiến răng bảo vệ cho mối quan hệ việt nam trung quốc đó của ông dũng đã có bao giờ ông ta lên tiếng cho chuyện ba lần tổ chức khoan dầu trong lãnh hải. Việt Nam đều bị Trung Quốc đe dọa đến mức phải rút về. Thậm chí ngậm đắng nuốt cây dàn xếp bồi thường cho công ty Rapson của Tây Ban Nha. Những lần chở sát ngư dân thương phế về ở biển miền Trung do tàu Trung Quốc đâm chìm, bắn giết, cướp, kể cả vì chất nổ thả trôi trên biển có bao giờ ông dũng lo cho mối quan hệ giữa nhân dân việt nam và ông rạn nứt vì sự im lặng thỏa hiệp với tội ác của bắc kinh đã bao giờ ông dũng tìm gặp những nông dân việt nam khóc đứng khóc ngồi tuyệt vọng mưu sinh vì các chính sách nhập khẩu ưu đãi cho trung quốc mở cửa cho thương lái hoành hành biến việt nam thành con rối trong trò chơi của một nước giàu có và hiểm độc bộ kế hoạch đầu tư của dũng có bao giờ một lần nghĩ đến mất mát của người dân Việt hay chỉ giỏi mơ làm kế hoạch cho ngoại bang? Sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một chữ Trung Quốc nào trong luật đầu tư kinh tế, cũng như trên báo chí hay lời cửa miệng của các quan chức đã thối nát tận tim gan. Vì đúng quy trình, tàu giết dân Việt sẽ là tàu lạ, không rõ quốc tịch, người Trung Quốc thì được dịu dàng gọi là nước ngoài hay ở sát đường biên giới. Chắc chắn là như vậy, sẽ không có chữ Trung Quốc nào được tìm thấy, nhưng ngược lại từ đó, luôn hiện rõ các bộ mặt Việt gian ô nhục tan chạy băng lên hơn 3 lần, tức 219 tỷ tấn một năm. Giáo sư Isabel Villicone của Đại học California Irvine, một trong 88 tác giả của nghiên cứu cho biết tình hình đang diễn ra nhanh hơn dự kiến. Tác giả chính Andrew Shafford thuộc Đại học Leeds ở Anh cho biết, không giống như các nghiên cứu đo lường đơn lẻ, nhóm nghiên cứu vừa nêu xem xét việc băng tan chảy theo 24 cách khác nhau, sử dụng 10 đến 15 vệ tinh vũ trụ, cũng như đo đạt mặt đất, không khí và mô phỏng máy tính. Ông Shafford khẳng định không có tác nhân nào khác gây ra việc này ngoài biến đổi khí hậu. Ông nói thêm, băng ở Nam Cực tan chảy chủ yếu do nước ấm lên kết hợp với gió chuyển dịch gây ra bởi việc đốt than dầu và khí tự nhiên. Nghiên cứu cũng chỉ ra hơn 70% tình trạng băng tan chảy gần đây diễn ra ở Tây Nam Cực, trong khi Đông Nam Cực được dự báo có khả năng ổn định trong vài thập kỷ tới. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ chuyển từ làn sóng ngắn sang phát thanh trực tiếp trên ứng dụng tin của Đài Á Châu Tự Do, Facebook và Youtube. Thời gian phát sóng vẫn là 7 giờ sáng và 9 giờ tối giờ Việt Nam, các ngày trong tuần. Quý vị có thể tải ứng dụng tin của Đài Á Châu Tự Do từ App Store có tên Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại iPhone và Android. Để nghe phát thanh trực tiếp trên ứng dụng tin của Đài Á Châu Tự Do, và trở lại với chương trình. Trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, việc dùng lý do an ninh quốc gia để cáo buộc nhiều blogger cũng như giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam về những bài viết của họ không còn là điều mới tại Việt Nam. Vậy an ninh quốc gia được hiểu và dùng như thế nào tại Việt Nam? Có phần trình bày sau đây. Thưa quý vị, vừa qua thêm một blogger tại Việt Nam bị cáo buộc xâm phạm tới an ninh quốc gia khi cơ quan an ninh thẩm vấn việc viết bài về một tập đoàn kinh tế tại Việt Nam có nghi vấn đã mua đất công giá rẻ một cách khuất tất. Đó là blogger Nguyễn Anh Tuấn. Anh cho đã trợ do biết bị thẩm vấn liên tục 15 tiếng đồng hồ trong đêm rạng sáng ngày 25 tháng 5 năm 2018. Các nhân viên thẩm vấn tự xưng là người của A67, Cục Chống Phản Động Khủng Bố của Bộ Công an. Họ có đưa ra cái yêu cầu là yêu cầu là phải xóa các cái bài viết gần đây mà trong đấy thì có những cái bài viết về viên uh, trước thì em có tranh luận lại với họ đầu tiên là em yêu cầu họ phải uh, đưa ra những căn cứ pháp lý đó họ nói không họ không có căn cứ pháp lý gì hết họ chỉ muốn em thể hiện ra là cái thiện chí với họ thôi với thứ hai nữa thì em có hỏi cụ thể luôn là một số bài viết như bài viên trước đây thì cái yếu tố an ninh quốc gia của nó ở chỗ nào thì họ cũng không có trả lời Blogger Nguyễn Anh Tuấn viết bài mang tựa đề Đất công phải được đấu giá vào ngày 14 tháng 5 năm 2018 trên trang Facebook của mình. Bài này dựa trên các tin tức từ báo chí chính thống của Việt Nam, so sánh hai trường hợp mua rẻ đất công không qua đấu thầu của tập đoàn Kinh Đô tại Sài Gòn và tập đoàn Vingroup tại Hà Nội. Việc mua bán của Kinh Đô đã bị đình lại và điều tra, trong khi tập đoàn Vingroup thì không tác giả đặt câu hỏi tại sao lại có sự khác biệt như vậy. Vào đầu năm 2018, thì nhà báo Phạm Trí Dũng hiện sống ở Sài Gòn nói với chúng tôi về chuyện an ninh quốc gia tại Việt Nam. Thì ở ngoài ấy, thì an ninh quốc gia chính là an ninh quốc gia. Còn ở đây thì an ninh quốc gia nó mở rộng rất nhiều những cái trường hợp mà bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài, bị thu hộ chiếu đấy. Thì công an cũng chỉ ghi vào cho biên bản một cái câu chung chung tức là ảnh hưởng vi phạm tới cái vấn đề an ninh quốc gia của Việt Nam. Nhưng mà hỏi an ninh quốc gia là cái gì thì người ta không giải thích. Trong trường hợp ông Nguyễn Anh Tuấn là một blogger và là một nhà hoạt động xã hội thường xuyên đưa ra những phê bình về chính sách cũng như tham gia vào những hoạt động bảo vệ môi trường. Ông đã từng thường xuyên đối mặt với những cuộc thẩm vấn của cơ quan an ninh Việt Nam liên quan đến cái gọi là an ninh quốc gia. Khi được hỏi tại sao cơ quan công an lại hay dùng chuyện an ninh quốc gia trong việc đối xử với những chỉ trích của những người đối lập tại Việt Nam. Thì ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết. Làm dụng cái vấn đề ảnh gia đó thì nó cũng thực ra nó cũng phải chỉ mỗi Việt Nam mà cũng khá nhiều nước. Khi dân chủ thì họ cũng hay sử dụng những cái cụm từ đấy. Thì thực chất thì họ cũng chỉ muốn là dập tắt những cái tiếng nói và những cái quan điểm trái chiều khác biệt. Và để làm được cái điều đấy mà nó tăng thêm cái phần thuyết phục ấy, thì họ cần có một cái lý do mà nghe nó có vẻ chính đáng thì an ninh quốc gia nó là một cái khái niệm mà nó đủ uh, mơ hồ để cho họ có thể viện dẫn, à, viện dẫn cho những cái mục tiêu cho những cái hành động đấy của họ một vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia được nhiều người đồng tình kể cả những người bất đồng chính kiến là liên lạc với nhân viên tình báo nước ngoài và cung cấp tài liệu về kinh tế chính trị của Việt Nam cho họ một vụ như vậy đã xảy ra vào năm 2015, trong đó một nhà báo tên là Hà Huy Hoàng của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bị buộc tội cung cấp tài liệu cho một nhân viên tình báo Trung Quốc giả danh là nhà báo tại Việt Nam. Ông Hà Huy Hoàng bị công khai xử tại tòa án Hà Nội với bản án 6 năm tù giam. Tuy nhiên thì sau đó tin tức về việc này trên báo chí nhà nước Việt Nam bị xóa bỏ và hiện nay không thể tìm thấy việc này trên báo chí trong nước nữa. Vào năm 2016 thì một cán bộ công an Việt Nam Nguyễn Hoàng Dương bị cho là đã đem tài liệu tuyệt mật sang Campuchia bán lấy tiền để đánh bạc. Sau đó thì ông này bị tuyên án 8 năm tù giam thay vì có thể bị truy tố án tử hình theo khung hình phạt của luật pháp Việt Nam. Tòa án đã giải thích rằng do gia đình ông Dương có truyền thống trong ngành công an. Ngoài ra thì cơ quan công an Việt Nam cũng đã từng đưa ra những cáo buộc về việc làm lọt lộ bí mật nhà nước tuy nhiên thì theo nhà báo phạm chí dũng việc này rất khó hiểu trong suốt hai năm vừa qua năm 2016 và 2017 thì bộ công an đều tuần tự báo cáo không phải chỉ một lần mà có tới là ba bốn lần về cái chuyện là cái tình hình lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước ở rất nhiều như vậy là có tới khoảng hơn tám trăm vụ lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước nhưng mà dư luận mới đặt ra một câu hỏi là tại sao hơn tám trăm vụ như vậy nhưng mà không có một vụ nào được công khai và không thấy công an xử được một vụ nào cả có rất nhiều thông tài liệu là thuộc độ mật tối mật tuyệt mật không biết thật giả như thế nào nhưng mà được tung lên mạng xã hội từ uh, trước đại hội mười hai cho tới nay cho tới nay mới chỉ thấy một cái trường hợp là khởi khởi tố vũ nhôm về cái tài, cái tội danh tức là cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước chưa ừ. thấy khởi tố thêm một cái nhân vật nào khác ông vũ nhôm tên thật tịch trung quốc lưu thiếu kỳ sang hà nội nói với hồ chí minh trung quốc đang đứng bên cạnh các đồng chí nếu chiến tranh bùng nổ Trung Quốc là hậu phương. Theo lời kể lại của giáo sư tương lai, ông Võ Văn Kiệt đã nhìn thấy sức ép của Bắc Kinh thời điểm diễn ra hội nghị Geneva. Việc Bắc Kinh viện trợ vũ khí và cố vấn giúp Việt Nam đánh thực dân xâm lược nhằm tạo ra toan tính lâu dài để chờ ngày bành trướng. Buộc chính quyền Việt Nam phải ngừng chiến và chấp nhận vị tuyến 17. Sau đó, Đặng Tiểu Bình phát động cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 là câu trả lời rõ nhất cho âm mưu bành trướng của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam. Tự trung lại, để nhận định một cách khái quát nhất về thời điểm này, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn cho biết. Suốt 4.000 năm lịch sử của mình là cái chuyện mà cái cái cuộc chiến tranh chủ yếu của Việt Nam là là đối với phương Bắc. Nó thì cô biết trong lịch sử là biết qua bao nhiêu đời từ khi mà bắt thuộc rồi lấy lại độc lập rồi từ khi có độc lập là từ thời tiền lê rồi lý trần rồi hậu lê rồi đến nguyễn đến tây sơn đều phải tức là chống trả với lại sự bắt hết và ngay cả đến thời kỳ hiện hiện cận đại đây thì năm bảy cũng bị xâm lấn rồi năm năm sáu thì bị xâm lấn ở bờ bờ hoàng sa năm 59, chín rồi năm bảy mươi À, rồi năm 74, rồi năm 79, rồi năm 88 <laughs> liên cho nên á gọi là cái nói chung cái người dân Việt mình là có một luôn luôn là phải phải phòng vệ trước trước quân bắc dầu là vẫn phải giữ cái hữu nghị đối với họ thời gian gần đây trong nước tung ra một video lời phát biểu của phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an giám đốc học viện chính trị công an nhân dân trương giang long công khai cảnh báo Trung Quốc không bao giờ từ bỏ giả tâm thông tính chúng ta mà không phải thời ông tập cận bình ông khác lên cũng sẽ vậy thôi câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào theo chuyên gia kinh tế huỳnh vũ sơn bắt đầu vào thập niên 90 cả trung quốc và việt nam đều bắt đầu chính sách mở cửa ông đánh giá việt nam lúc đó có những cái tích cực hơn cả trung quốc những cái người mà chủ trương đổi mới và phải nói là ông võ văn kiệt trong những cái người mà mà thực hiện thành công tức là một cái người là đã thực hiện rất là tốt cái đổi mới và mở cửa cho Việt Nam thì vì, vì cái đó là tôi nghĩ rằng không phải là người trong nước mà cả thế giới mà cũng công nhận như thế năm 1986 Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với cuộc cải cách này Việt Nam đã đưa GDP tăng trưởng liên tục từ năm 1986 đến 1996, với mức tăng trưởng bình quân 6,6% một năm. Lạm phát từ ba con số được đưa về 12,7% năm 1995 và 4,5% năm 1996. Một thành tựu vẫn luôn được nhắc đến khi nói về giai đoạn này là Việt Nam từ một nước thiếu ăn đã có dư gạo để xuất khẩu. Giáo sư tương lai cũng ghi nhận thành tựu kinh tế của Việt Nam Giai đoạn này là nét độc đáo của một tầm nhìn mang đầm hình ảnh của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong bối cảnh ấy là ông Kiệt đã thành lập, đã tranh thủ, mời những cái chuyên gia của chế độ cũ tham gia với ông. Như là ông ấy mời ông Quánh, ông Nguyễn Văn Hảo và đặc biệt là ông ấy có thành lập một cái nhóm gọi là nhóm thứ sáu nói là nhóm thứ sáu bởi vì thường á, là cứ đến ngày thứ sáu thì sinh hoạt với ông và tiến tuy nhiên theo ông huỳnh bửu sơn những năm về sau những chính sách tích cực về kinh tế của đặng tiểu bình làm cho trung quốc có những thành công rất lớn và tốc độ phát triển kinh tế mạnh hơn ngược lại việt nam ở thời điểm đó ông huỳnh bửu sơn chia sẻ trong khi đó thì cái đổi mới của của Việt Nam cái mở cửa Việt Nam thì đến khoảng đầu năm 2000 đây thì do cái ảnh hưởng của cái khủng hoảng kinh tế ở châu Á đó nó làm cho nó 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 làm cho là cái thay vì là mọi người tích cực hơn nữa trong cái cái việc đẩy mạnh đổi mới thì lúc đó nó có phần nó hơi chậm lại trong một thời gian và và đương nhiên là nó sẽ làm cho cái, cái 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 nền kinh tế của mình nó cũng không có phát triển được như trước. thì như vậy thì trong cái mối quan hệ giữa hai nền kinh tế ấy, thì một cái chuyện xảy ra tức là mình mua hàng của Trung Quốc nhiều hơn, và dẫn đến cái chuyện tức là cái cái, cái nhập siêu của mình càng lớn và cái chiếm phục ngoại thương giữa giữa Việt Nam Trung Quốc nó càng lớn. Mặc dù nhấn mạnh rằng nhập siêu không gọi là một lệ thuộc. Nhưng theo ông Huỳnh Bổ Sơn, do vị trí địa lý của hai quốc gia và giá mua nguyên vật liệu từ Trung Quốc luôn rẻ hơn từ các nước khác. Và nhất là cái khu vực kinh tế mà quốc dân của của Việt Nam thì lại có một nhu cầu về về nguyên liệu vật tư rất là mạnh từ Trung Quốc. Một ví dụ về ngành dệt may, theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2017, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may từ Trung Quốc về Việt Nam đạt gần 9 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 42,7% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này. Ở một lĩnh vực khác, Trung Quốc là nhà đầu tư nhiều dự án nhiệt điện tại Việt Nam. Thang mua từ thị trường này cũng đang có giá cao nhất so với các thị trường khác. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2017, cả nước nhập khẩu gần 9.374 triệu tấn thang, tổng giá trị kim ngạch đạt gần 934 triệu đô la Mỹ. Sự phụ thuộc của Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc như ông Huỳnh Bửu Sơn đã phân tích ngày càng thể hiện rõ. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan là người đưa ra quan điểm đồng thuận. Bà cho biết nền kinh tế Việt Nam hiện đang phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc về nguồn cung cũng như xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam. Đây cũng chính là nguyên nhân cho nỗi lo khi dự thảo luật đặc khu ra đời. Vào tháng 9 năm 2017, ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc trong chuyến kinh lý Hà Nội, có lời miêu tả mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là hai nước có cùng số phận. Ngầm ý của câu nói này ra sao? Có lẽ đã thể hiện rõ trong những chuyển biến ở Việt Nam từ kinh tế, chính trị cho đến du lịch. Tiếp tục chương trình thưa quý vị, ngày 6 tháng 6 năm 2018 quả là một ngày buồn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chi Dũng khi ông tuyên bố với báo Tuổi trẻ về việc dư luận đang nhầm lẫn vì không có một chữ nào nhằm là Phan Văn Anh Vũ là một doanh nhân tại Đà Nẵng, nhưng cũng là một sĩ quan mang cấp bậc thượng tá của Công an Việt Nam. Ông bị bắt vào tháng 1 năm 2018 và trong số các tội danh được báo chí Việt Nam loan tải có tội danh là đã làm lộ bí mật nhà nước. Trở lại với trường hợp cuộc thẩm vấn của cơ quan an ninh đối với ông Nguyễn Anh Tuấn. Khi được hỏi rằng liệu sắp tới đây việc sử dụng khái niệm an ninh quốc gia để buộc tội hoặc gây trở ngại cho những nhà hoạt động bất đồng chính kiến sẽ giảm đi hay không. Nguyễn Anh Tuấn cho rằng trong tình hình như bất ổn về xã hội như hiện nay, thì việc lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia sẽ tăng, chứ không giảm. Một quý vị nghe buổi phát thanh sáng ngày 15 tháng 6 năm 2018 đang được phát trực tiếp từ 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng giờ Việt Nam trên trang mạng xã hội Facebook và Youtube. Sau phần tin với những tin tức mới nhất tại Việt Nam và khu vực, Câu chuyện thật sự sáng nay chúng tôi có bài nêu lên những nhận định của các nhà tham mưu, chuyên gia kinh tế chính trị tại Việt Nam về luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng. Hai dự thảo luật bị cho là có liên quan sâu rộng đến Trung Quốc. Tiếp theo đó là điểm lóc bàn về phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chi Dũng vào ngày 6 tháng 6 năm 2018, cho rằng luật đặc khu kinh tế không liên quan gì đến Trung Quốc. Tuy nhiên trước hết, mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết sáng nay. Diễm Thi và Nguyễn Tuấn mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm 14 tháng 6 cho biết đã tạm giữ 18 người bị cho là cầm đầu, kích động người dân gây rối gây mất trật tự an ninh vào ngày 10 tháng 6 vừa qua. Truyền thông trong nước trích thông tin từ Công an thành phố Biên Hòa rằng 18 người này được xác định là đã được lực lượng chức năng sàng lọc trong 52 đối tượng bị bắt giữ sau khi xảy ra vụ biểu tình phản đối dự luật về đặc khu ở Đồng Nai. Số còn lại được tại ngoại phục vụ điều tra. Theo truyền thông trong nước, vào ngày 10 tháng 6, hàng trăm người dân đã xuống đường tuần hành trên đường Nguyễn Ái Quốc, quốc lộ 1, đi qua địa bàn Đồng Nai để phản đối dự luật đặc khu. Đa số người dân biểu tình ôn hòa, nhưng một số người bị cho là đã lợi dụng nhằm kích động, lôi kéo hò hét, chặn các phương tiện giao thông gây mất trật tự. Trong ngày 10 tháng 6, người dân ở nhiều tỉnh thành ở Việt Nam đã đổ ra đường phố phản đối hai dự luật trình Quốc hội là luật đặc khu và an ninh mạng. Nhiều người dân lo ngại dự luật đặc khu cho phép nhà đầu tư nước ngoài thuê đất đến 99 năm sẽ tạo cơ hội cho người Trung Quốc vào chiếm đất. Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo động tại tỉnh Bình Thuận kéo dài đến hết ngày 11 tháng 6. Trả lời câu hỏi về trường hợp công dân Mỹ Quy Nguyễn bị bắt khi tham gia biểu tình ở Sài Gòn hôm ngày 10 tháng 6. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm ngày 14 tháng 6 cho biết ông Quy Nguyễn bị giam giữ vì gây mất trật tự công cộng. Quy Nguyễn, 32 tuổi, một thanh niên người Mỹ gốc Việt, đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ khi tham gia biểu tình ở Sài Gòn, phản đối hai dự luật an ninh mạng và đặc khu. Theo AP, gia đình và bạn bè của Quy Nguyễn, Nguyễn lên tiếng trong một thông cáo đưa ra hôm thứ Năm ngày 14 tháng 6 rằng ông Quy Nguyễn, Nguyễn bị đánh và bị kéo lê vào một xe cảnh sát trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua. Bản thông cáo cho biết ông Quy Nguyễn, Nguyễn bị bắt vào đồn cảnh sát và hiện tại chưa biết tình trạng sức khỏe của ông như thế nào. Tờ New York Times hôm ngày 14 tháng 6 dẫn lời cô victoria nguyễn em gái của ông quy nguyễn trả lời qua email cho biết anh ấy tự hào là một người mỹ gốc việt đam mê nghiên cứu đặc biệt là các nghiên cứu đông nam á và chuyên ngành của anh ấy đại sứ quán hoa kỳ tại hà nội cho biết đại sứ quán đã biết về chuyện này qua truyền thông và khẳng định rằng khi một công dân hoa kỳ bị giam giữ ở nước ngoài bộ ngoại giao hoa kỳ sẽ hỗ trợ những vấn đề cần thiết tuy nhiên sứ quán hoa kỳ không đưa thêm bất kỳ một bình luận gì vì lý do quan ngại quyền riêng tư. Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an địa phương khẩn trương lập hồ sơ và xử lý nghiêm những phần tử quá khích trong các cuộc biểu tình vừa qua ở Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn lời của Bộ trưởng Tô Lâm như vừa nêu tại cuộc họp của ngành công an vào chiều 13 tháng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc họp này, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mặc dù dự luật đặc khu được lùi thời gian thông qua kỳ họp tới của Quốc hội, nhưng các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá bằng việc kích động gây rối biểu tình. Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp rằng, Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ công an các địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, cũng như trong công tác truy bắt những đối tượng chủ mưu quá khích trong các cuộc biểu tình để sớm đưa ra truy tố xét xử và nỗ lực ngăn chặn tụ tập đông người phá hoại tài sản, nhất là trên quốc lộ 1A. Trong cùng diễn tiến, vào chiều ngày 14 tháng 6, Công an thành phố Cần Thơ ra thông cáo phát hiện một số trường hợp đăng tải thông tin trên mạng xã hội để kích động dân chúng biểu tình, đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân tố giác những ai kích động đình công biểu tình. Trong thông báo của Công an thành phố Cần Thơ ghi rõ, những người tố giác sẽ được bảo vệ và khen thưởng. Truyền thông quốc nội cho biết, từ ngày 1 tháng 7, Công an cấp huyện trở lên có thể được xem xét trang bị vũ khí quân dụng, bao gồm các súng các loại, tên lửa chống tăng cá nhân và cả trực thăng vũ trang công an thuộc các đơn vị xã, phường, thị trấn cũng được xem xét trang bị các dụng cụ điện, bình xịt hơi cây và súng các loại. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ra báo cáo hôm 14 tháng 6 cho biết, 20 tàu cá của tỉnh này bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa trong vòng 6 tháng đầu năm 2018. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, 20 tàu cá với 138 ngư dân của tỉnh đã bị tàu Trung Quốc ngăn cản, khống chế cướp tài sản, khi đang khai thác thủy sản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, vốn là ngư trường truyền thống của ngư dân tỉnh. Truyền thông trong nước loan tin vào hôm 25 tháng 5 cho biết, tàu cá của ngư dân Lê Hơn tại đảo Lý Sơn đã bị tàu cảnh sát biển của Trung Quốc số hiệu 31102 đâm chìm khi đang khai thác rong biển tại khu vực đảo Bạch Quy. Quần đảo Hoàng Sa là khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc, hiện do Trung Quốc kiểm soát. Những năm qua, nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam ra đánh bắt cá tại vùng biển này, đã bị các tàu chấp phá và tàu cá của Trung Quốc tấn công, có người dân bị Trung Quốc bắt, đánh đập và đòi tiền chuộc. Cũng liên quan đến tình hình Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm ngày 14 tháng 6 lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động triển khai tên lửa ở đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Giao Việt Nam, phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Bà Hằng nói thêm, việc Trung Quốc triển khai tên lửa ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa an ninh và ổn định trong khu vực. Trước đó, theo phân tích được tổ chức Imasat International, gọi tắt là ISI, công bố hôm ngày 11 tháng 6, các tên lửa của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm đã xuất hiện trở lại. Thưa quý vị, Cơ quan Điều tra Bộ Công an Việt Nam hôm 14 tháng 6 ra quyết định tạm đình chỉ điều tra ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa Dầu và Sơ sợi Dầu Khí PVTEX, hiện đang bỏ trốn, chờ đến khi bắt được. Ông Vũ Đình Duy trước đó bị khởi tố về hai tội danh, cố ý làm trái và nhận hối lộ. Hôm 31 tháng 5, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã với ông Vũ Đình Duy. Sau khi bị khởi tố vào tháng 10 năm ngoái, ông Vũ Đình Duy đã bỏ trốn. Đến ngày 7 tháng 5 vừa qua, ông Vũ Đình Duy lại có mặt tại Tòa Thượng Thẩm tại Đức, làm nhân chứng trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức dầu khí. Một số nguồn tin từ phiên tòa sửa ông Thanh bên Đức cho biết ông Vũ Đình Duy khai rằng ông có tiếp xúc với Tòa Đại sứ Việt Nam tại châu Âu, nhưng không nói rõ nước nào. Ngoài ra, ông Duy còn nói, vẫn đi lại thoải mái với những người bên Ba Lan, bên Praha, Séc. Ngoài ông Duy... Trong vụ án này còn bốn nhân vật khác bị khởi tố, bao gồm ông Trần Trung Chí Hiếu, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BVTES, Vũ Phương Nam, Kế toán trưởng BVTES, Đào Ngọ Hoàng, Nguyên trưởng phòng thương mại BVTES và Đỗ Văn Hồng, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xe đắp Dầu khí Kinh Bắc. Cũng liên quan, cán bộ sai phạm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 6 đã quyết định kỷ luật nhiều cán bộ liên quan tới dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Những người bị kỷ luật khiển trách gồm có ông Trần Tấn Hải, Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Xuân Tùng, trưởng phòng kinh tế tổng hợp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, kế toán trưởng công ty Tân Thuận. Một người bị kỷ luật cảnh cáo là ông Nguyễn Hoàng Việt, kiểm soát viên công ty Tân Thuận. Trước đó, liên quan vụ án Ông Tất Thành Cang, phó bí thư thành ủy đã bị đề xuất kỷ luật vì những sai phạm trong dự án này. Còn ông Trần Công Thiện, tổng giám đốc công ty Tân Thuận bị cắt hết các chức vụ trong đảng. Vào ngày 5 tháng 6 năm ngoái, ông Cang cho phép công ty Tân Thuận chuyển nhượng hơn 320.000 m2 đất tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Đây là khu đất được nói có vị trí đẹp nhưng giá bán lại rẻ, chỉ có 1 triệu 29 đồng một mét vuông, nhưng chỉ thu về 419 tỷ đồng cho ngân sách. Trong khi đó, khu đất này được ước tính có giá khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Sau đó, thì Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá lại khu đất và cho biết giá trị là hơn 574 tỷ đồng, tức công ty Tân Thuận đã gây thất thoát 150 tỷ đồng. Sân bay quốc tế Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh phía Bắc Việt Nam dự kiến sẽ tiếp nhận các chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm nay. Tập đoàn Sun Group, chủ đầu tư sân bay quốc tế Vân Đồn cho biết thông tin vừa nêu hôm thứ Năm ngày 14 tháng 6 năm 2018. Theo Tân Hoa Xã, sân bay Vân Đồn được xây dựng trên diện tích 326 ha với số vốn đầu tư trên 330 triệu đô la Mỹ, được thiết kế để đón từ 2 đến 2,5 triệu hành khách mỗi năm. Sân bay dự kiến sẽ tăng mức tiếp nhận lên 5 triệu hành khách mỗi năm và sẽ có một nhà ga hàng không vận tải hàng hóa có công suất ít nhất 51.000 tấn vào năm 2030. Sân bay Vân Đồn trước kia chỉ được quy hoạch là sân bay nội địa đón được các chuyến bay quốc tế. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu xây dựng Vân Đồn trở thành một đặc khu kinh tế hành chính, theo ý kiến của một số nhà đầu tư thì Thủ tướng Chính phủ vào tháng 2 vừa qua đã phê duyệt quyết định đưa sân bay này vào mạng lưới 10 sân bay quốc tế của Việt Nam. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam không chấp thuận dự án điểm dừng chân, dịch vụ tham quan du lịch kết hợp mua bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long. Thông tấn xã Việt Nam loan tin này vào ngày 14 tháng 6. Theo đó, văn bản mà bộ này gửi cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nêu rõ, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư phải phối hợp nghiên cứu lựa chọn địa điểm khác phù hợp thuộc vùng đệm của Vịnh Hạ Long chứ không phải ở vùng lõi như hiện nay. Vịnh Hạ Long được Ủy ban Di sản Thế giới công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, với tiêu chí cả về vẻ đẹp cảnh quan lẫn giá trị địa chất. Vịnh Hạ Long là một vịnh nhỏ thuộc phần bờ Tây Vịnh Bắc Bộ, tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam, bao gồm vùng biển đảo thuộc thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và một phần huyện đảo Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh. Diện tích Vịnh Hạ Long khoảng 1.553 km vuông với 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 989 đảo có tên và 980 đảo chưa được đặt tên và địa hình có liên quan chặt chẽ với lịch sử khí hậu và quá trình vận động kiến tạo của trái đất. Danh thắng Vịnh Hạ Long thu hút khách du lịch từ nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì đã từng xảy ra những vụ tai nạn đắm tàu hoặc là cháy tàu du lịch chở khách tham quan Vịnh rồi nạn ô nhiễm do các nhà máy gần Vịnh gây nên đề nghị cho tổ chức thường xuyên các sự kiện trong hang động lớn tại vịnh Hạ Long từng bị phản đối mạnh mẽ. Quốc hội Việt Nam vào sáng thứ năm 14 tháng 6 đã thông qua luật thể dục thể thao với đa số phiếu bầu bao gồm cả nội dung về đặt cược thể thao gây nhiều tranh cãi. 457 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành dự luật chiếm 94,46% số người có mặt trong hội trường, trong khi chỉ có một đại biểu bỏ phiếu chống và hai người không biểu quyết luật thể dục thể thao sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Với luật này, Việt Nam hợp pháp hóa cá cược thể thao và coi đây là một ngành kinh doanh với những điều kiện bắt buộc. Các cơ quan nhà nước sẽ kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh cá cược thể thao nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trung thực, cũng như đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Các bên tham gia được sử dụng tiền đồng của Việt Nam khi đặt cược, Chính phủ Hà Nội sẽ quyết định danh sách các môn thể thao được phép cá cược và cung cấp các quy định chi tiết hơn về việc này. Lâu nay, dù chưa có luật, nhưng hoạt động cá độ thể thao vẫn diễn ra tại Việt Nam. Một đường dây đánh bạc trên mạng dính líu đến hai ông tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thành Hóa bị phát hiện vào tháng 4 vừa qua gây chấn động dư luận tại Việt Nam. Băng ở Nam Cực đang tan chảy với tốc độ đáng báo động. Khoảng 3.000 tỷ tấn băng đã biến mất từ năm 1992. Một nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực băng hà cho biết như vậy và được AP loan đi vào ngày 14 tháng 6. Các nhà khoa học tính toán, mảng băng ở cực Nam trong một phần tư thế kỷ qua đã tan chảy với lượng nước đủ để nhấn chìm tiểu bang Texas của Mỹ xuống độ sâu gần 4 mét. Nói cách khác, tất cả lượng nước tan chảy này đã làm cho đại dương toàn cầu tăng lên 7,6 mm. Nghiên cứu được công bố hôm 12 tháng 6 trên tạp chí Nature cho biết, từ năm 1992 đến năm 2011, Nam Cực mất gần 76 tỷ tấn băng một năm. Từ năm 2012 đến năm 2017, tỷ lệ sau khi biến mất một cách bí ẩn. Theo ISI, có thể hệ thống tên lửa này được triển khai sang các đảo khác hoặc có khả năng các tên lửa này được chuyển về đất liền để bảo dưỡng định kỳ. Việt Nam tiếp tục công tác mở rộng khiêm tốn tại những tiền đồn ở quần đảo Trường Sa mà gần nhất là công việc tại Đà Lạt. Nhóm sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington DC, Hoa Kỳ loan tin vào ngày 13 tháng 6. Theo đó thì hiện ảnh vệ tinh chụp được hồi tháng 3 và tháng 6 cho thấy Hà Nội tiến hành nạo vét một con kênh mới mà trong những ảnh cũ không thấy có. Một ảnh vệ tinh chụp vào ngày 18 tháng 3 cho thấy ở rìa mạng nam của Đà Lạt, một con kênh vừa được nạo vét. Tại cửa ra ngay phía bắc của kênh có một xà lan và hai tàu lớn. Ngoài ra còn có ít nhất 21 tàu nhỏ hơn, tất cả dường như là tàu đánh cá của Việt Nam, hiện diện tại vùng đầm nước của Đà Lạt. Nhìn kỹ hơn trên xà lan thì có hai thiết bị xây dựng, chắc hẳn được dùng để chuyển vật chất nạo vét lên một tàu khác. Phương pháp nạo vét được cho là tiêu biểu mà Hà Nội sử dụng lâu nay tại một số thực thể khác hiện do Việt Nam quản lý tại Trường Sa. AMTI cho rằng phương tiện dùng để mở rộng tiền đồn của Trung Quốc tại Trường Sa hoàn toàn khác hẳn. Đó là loại tàu được gọi là tàu cuốc hút cắt. Loại tàu này có thể chuyển vật chất nạo vét nhanh hơn nhiều, tuy nhiên tác hại về môi trường vô cùng to lớn. Philippines có thể ký thỏa thuận đánh cá chung với phía Việt Nam và Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough. Ông Antonio Cabio, quyền bộ trưởng tư pháp Philippines, nói như vậy với báo chí hôm ngày 14 tháng 6 ông Cabio đưa ra tuyên bố này giữa lúc có những căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến việc Trung Quốc tịch thu các hải sản của người dân Phi đánh bắt được tại bãi cạn Scarborough. Bãi cạn Scarborough của Philippines đã bị Trung Quốc chiếm giữ vào năm 2012 và ngăn cản không cho người dân Phi vào đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên nắm quyền vào năm ngoái, hai nước đã thỏa thuận cho phép ngư dân Phi được vào lại bãi cạn khai thác hải sản quyền bộ trưởng tư pháp philippines cũng nói thêm rằng philippines và việt nam cũng có thể ký thỏa thuận về phân định ranh giới giữa biển bằng việc xác định đường trung tuyến ông cho biết thêm phía philippines sẽ nghiên cứu thêm về vấn đề này ông cabio cho biết từ khi tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết trường sa không phải là đảo nên không có quyền đặc quyền kinh tế các nước không có vùng đặc quyền kinh tế chồng lớn nên có thể ký thỏa thuận về ranh giới Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam hôm 14 tháng 6 ra quyết định tạm đình chỉ điều tra ông Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sở dầu khí PVtex hiện đang bỏ trốn chờ đến khi bắt được. Ông Vũ Đình Duy trước đó bị khởi tố về hai tội danh cố ý làm trái và nhận hối lộ. Hôm 31 tháng 5, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với ông Vũ Đình Duy sau khi bị khởi tố vào tháng 10 năm ngoái, ông Vũ Đình Duy đã bỏ trốn đến ngày 7 tháng 5 vừa qua ông vũ đình duy lại có mặt tại tòa thường thẩm tại thủ đô berlin làm nhân chứng trong vụ bắt cóc trịnh xuân thanh một cựu quan chức dầu khí một số nguồn tin từ phiên tòa xử ông thanh bên đức cho biết ông vũ đình duy khai rằng ông có tiếp xúc với tòa đại sứ việt nam tại châu âu nhưng không nói rõ nước nào ngoài ra ông duy còn nói vẫn đi lại thoải mái với những người bên ba lan bên praha cộng hòa séc ngoài ông duy trong vụ án còn có bốn nhân vật khác bị khởi tố bao gồm ông trần trung chí hiếu nguyên chủ tịch hội đồng quản trị PVTEX, Vũ Phương Nam, kế toán trưởng PVTEX, Đào Ngọ Hoàng, nguyên trưởng phòng thương mại PVTEX và Đỗ Văn Hồng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và xe lắp dầu khí Kinh Bắc. Cũng liên quan cán bộ sai phạm, Ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 6 đã quyết định kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Những người bị kỷ luật khiển trách gồm ông Trần Tấn Hải, ông Nguyễn Xuân Tùng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quý thính giả vừa nghe bản tin chi tiết mở đầu phần thực sự hôm nay. Thưa quý vị, hai dự thảo luật gây nhiều tranh cãi nhất và sóng gió nhất sau kỳ họp Quốc hội thứ năm khóa 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam tạm thời đã có kết quả. Vấn đề là cả hai dự luật này đều bị người dân phản đối với nguyên nhân có liên quan sâu rộng đến Trung Quốc và các chính sách của Trung Quốc. Để tìm hiểu thêm về sự ảnh hưởng được cho là ngày càng lớn của Trung Quốc đối với Việt Nam nói riêng, Chúng tôi có dịp nói chuyện với một số nhà tham mưu, chuyên gia kinh tế chính trị từ thời điểm Việt Nam bắt đầu chính sách mở cửa với thế giới. Các Linh có bài trình bày sau đây. Mời quý vị cùng nghe. Thì tôi thấy cái, nỗi khắc khoải nhất của ông ấy là ông ấy lo cho cái âm mưu ngày càng lộ liệu và càng nguy hiểm của Trung Quốc đối can thiệp sâu vào trong nội tình của đất nước. Nam. Nhân vật mà giáo sư tương lai nhắc ở trên là cố thủ tướng võ văn kiệt. Trong một lần gặp mặt vào tháng 5 năm 2008, cũng trong bài viết mới nhất do giáo sư tương lai email cho chúng tôi, ông kể lại một số chi tiết mà ông gọi đó là nỗi khắc khoải của cố thủ tướng võ văn kiệt thực chất đã xuất hiện từ năm 1951. Năm 1951. Ông trở về sau khi vượt Trường Sơn ra Việt Bắc dự đại hội 2 của đảng. Ông Võ Văn Kiệt được cử đi thực tế rút kinh nghiệm về công tác thuế nông nghiệp tại nông thôn miền Bắc. Từ khi đó, ông bắt đầu hiểu ra và nói rằng rất dị ứng với những bài học mà các cố vấn Trung Quốc chuyển tải vào nước ta. Vì thế, ông từ chối không đi Bắc Kinh và xin trở về ngay Nam Bộ. Một số tài liệu ghi rõ, khoảng thời gian năm 1946 đến 1954, xảy ra cuộc chiến tranh Pháp Việt Minh, không ai là không biết tầm quan trọng của viện trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, một chi tiết quan trọng trong bài viết của tác giả Phạm Cao Dương vào năm 2009 có ghi rõ, trung tuần tháng 8 năm 1950, khi hai đoàn cố vấn quân sự, một do Vi Quốc Thanh và Đặng Giật Phàm cập đầu từ Quảng Tây và một do Trần Canh hướng dẫn từ Vân Nam đến Bộ Chỉ huy Tiền Phương của Việt Minh ở Quảng Uyên, Cao Bằng và được Võ Nguyên Giáp và Trần Đăng Ninh đón tiếp và thuyết trình. Theo ông Phạm Cao Dương, đây là thời điểm then chốt bắn phát súng đầu tiên cho tầm quan trọng của viện trợ mà Cộng sản Trung Quốc dành cho Cộng sản Việt Nam. Chi tiết này được tác giả Wang Yai đề cập trong cuốn China and the Vietnam Wars – là trong chuyến đi Bắc Kinh từ 25 tháng 6 đến 8 tháng 7 năm 1955 của Hồ Chí Minh. Bắc Kinh đã đồng ý viện trợ 800 triệu tệ, tương đương 200 triệu đô la Mỹ để xây 18 dự án, trong đó có nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy điện Hà Nội, nhà máy dệt Nam Định. Cũng theo tác giả Nguyễn Hải, vào tháng 5 năm 1963, lúc miền Nam đang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Phật giáo,